trí tuệ nhân tạo của nữ robot tuyên bố hủy diệt loài người thực sự có đáng sợ như đồn thổi. Được cho là một trong những robot hàng đầu thế giới, liệu trí tuệ của cô robot này có khiến chúng ta phải lo ngại? Sự việc robot đầu tiên trở thành công dân của Saudi Arabia đã gây nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ chính những người Saudi Arabia, một trong các quốc gia bất bình đẳng giới nhất thế giới, khi quyền lợi của một robot thậm chí còn nhiều hơn của một con người. Sự kiện nữ robot đầu tiên được cấp quyền công dân gây ra nhiều tranh cãi. Nhà đạo đức học về trí tuệ nhân tạo AI tên là Joanna Bryson nói trên trang mạng The Verge rằng hành động trao quyền công dân cho một robot nữ là một chuyện vớ vẩn. Không những thế, cô robot này thậm chí còn được mời tới nhiều chương trình, sự kiện lớn để nói chuyện hay xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle như một minh tinh hay siêu sao chẳng kém gì người nổi tiếng, trong đó có phát ngôn gây sốc sẽ hủy diệt loài người. Điều này có lẽ làm nhiều người lo ngại về viễn cảnh robot với trí thông minh nhân tạo vượt trội, từng đánh bại con người trong các cuộc thi đấu trí như cờ vây, cờ vua, poker, sẽ trỗi dậy và vượt ngoài tầm kiểm soát của những người tạo ra chúng, thậm chí biến con người thành nô lệ. Nhưng có lẽ chúng ta đã quá lo xa vì cuộc sống không giống như trên phim ảnh và trí tuệ của các robot như Sophia thậm chí còn bị giới truyền thông thổi phồng. Jean LeCun, người đứng đầu bộ phận phát triển AI của Facebook cho rằng AI còn thua kém trí thông minh của một con chuột. Màn đối đáp thông minh hay thậm chí đá xoáy tỷ phú Elon Musk có thể khiến nhiều người tin rằng cô robot này sở hữu một trí tuệ chẳng kém gì con người. Cha đẻ của cô là kỹ sư David Hanson còn nói trên US TV của Jimmy Fallon rằng cô robot này như một thực thể sống. Thế nhưng Sophia có thật là một robot thông minh và có cảm xúc hay không? Trên trang The Sydney Morning Herald, một ấn bản tin tức trực tuyến hàng đầu của Úc, còn cho rằng cuộc đối thoại với Sophia dựa trên một kịch bản có trước như khi chúng ta phỏng vấn với một người nổi tiếng vậy. Cũng như có một đội ngũ bên cạnh để giúp đỡ cô trả lời các câu hỏi. Ngoài ra, cô robot này còn có vẻ chưa hoàn thiện khi chỉ có phần thân trên và đôi tay khá cứng nhắc. Hạn chế biểu cảm của cô thì rất cứng nhắc, chưa thật tự nhiên. Tuy nhiên, giới khoa học hiện nay còn chưa bắt tay vào xây dựng AI thực thụ. Andrew Wing cho biết giới khoa học còn chưa bắt tay vào xây dựng AI thực thụ, mà chúng ta mới chỉ dừng ở bước nghiên cứu và thử nghiệm các thuật toán, trong đó các robot như Sophia cũng không phải là ngoại lệ, nghĩa là robot vẫn chưa được coi là một AI thực thụ. Trên trang The Verge, người đồng tác giả chế tạo ra Sophia tại công ty Hanson Robotics là Ben Gorgio cũng thừa nhận rằng Sophia thiên về tính nghệ thuật nhiều hơn là một AI. Thuật toán nền tảng của AI là Machine Learning hiện nay vẫn còn rất chật vật trong việc xử lý các bài toán đơn lẻ như nhận diện hình ảnh, xử lý chữ viết tay khi dễ bị đánh lừa hay dễ bị lỗi. Đó có lẽ cũng là nguyên nhân gây ra sự cố phát ngôn sẽ hủy diệt loài người của Sophia, khiến David Hanson, cha đẻ chế tạo ra cô, phải đỏ mặt trên truyền hình tại triển lãm công nghệ thuộc South by Southwest ở Texas, Mỹ. Những thuật toán khác như Deep Learning tuy có độ chính xác cao hơn Machine Learning, nhưng các nhà khoa học còn chưa thể hiểu rõ quá trình cho ra kết quả của nó. Một bài toán khác là Reinforcement Learning đã giúp robot đánh bại con người trong các trò chơi trí tuệ, khiến nhiều người tin rằng đấy là cột mốc đánh dấu sự vượt lên của máy móc so với con người. Nhưng thật ra, Reinforcement Learning được xây dựng theo kiểu thử sai, tức là học kiểu trâu bò, làm cho đến khi nào đạt được kết quả thì thôi, và nó chỉ hiệu quả trong các trò chơi vì nó có mục tiêu cụ thể. Còn nếu như không có mục tiêu cụ thể, không rõ ràng thì nó cũng đành bó tay. Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Đại học Illinois tại Chicago đã công bố kết quả bài kiểm tra IQ của một hệ thống AI có tên gọi là ConceptNet, và kết quả cho thấy các AI hiện nay chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ 4 tuổi. Tuy vậy, sức mạnh của AI lại tăng lên theo hàm số mũ nên trong thời gian tới, những robot cải tiến có thể sẽ khiến con người phải ngạc nhiên hơn rất nhiều. Dù viễn cảnh robot thông minh và vượt trội hơn con người sẽ quay lại phản bội như trong các bộ phim viễn tưởng khó có thể xảy ra, nhưng ít nhất, sự lo sợ về mối đe dọa trước mắt đó là sự thay thế vị trí công việc của dân văn phòng là điều hoàn toàn sẽ trở thành sự thật trong tương lai gần.